Người cá Squiddon kèo và hất ghi hút ghi dầu. Squiddon vấp ngã buồn cười quá. Oh no! Ôi không, lũ cá sổng chuông kia. Đuổi theo mau. Stop. Trốn mất tiêu rồi. Ok. Khoan một lỗ ở đây ra nhé. Oh yes. Come on. Bơi vào đây nào, hút ghi hút ghi okay. Ơi. Vào trong thuyền rồi nè. Nguy hiểm thật đấy. This place is so dark. Trong này tối quá. Aha. Aha, có cách rồi. Bật đèn pin lên nào. Hey. Lại đây Squiddon ơi, cá của chúng mình này. Bắt lấy gotcha. Thôi. Lũ cá lại bỏ chạy mất rồi. Trời ơi, là mommy long legs. Ew. Tie them up for me. Trói bọn chúng lại cho ta. Ôi, bị nhốt vào ngục rồi kìa. Mỗi người vào một căn, mau lên. Ew. Nhà ngục này bẩn thế. Trời ơi, con cá đáng sợ quá. Ew. Trốn tạm lên giường này vậy. Squiddon sợ quá. Cứu với, cứu với. Có chuyện gì hả tên tù nhân kia? Sợ lắm, làm ơn giúp tôi đi mà. Hả? Squiddon ơi, cậu không sao chứ? Bên này có cái đáng sợ lắm mà cai ngục không giúp tớ. Don't cry. Thôi đừng khóc nữa. Cai ngục ơi. Ôi chiếc vòng đẹp quá. Ok. Husky Wookie mua chuột được cai ngục rồi. Giờ mình đang trang trí nhà ngục vỏ sò nhé. Dùng những bông hoa vàng đính quanh viền. Sắp xong rồi. Giờ tới sắp xếp bên trong nha. Chọn loại nào bây giờ nhỉ? Ok. Dìm chăn lấp lánh quá đi. Nhất định phải có bồn cầu và giấy nha. Yes. Thế là xong nhà ngục vỏ sò phong cách lửa rồi. Tới nhà ngục phong cách băng thì đính viền sao bạc nhé. Đính cẩn thận cho thật đẹp. Let's go. Trang trí nội thất thôi. Okay.
xong chiếc giường rồi nè. Trông lạnh lẽo nhưng mà đẹp thật đấy. Nice. Lại đây nào. Vẫn mỗi người một căn nhé. Wow. Đẹp thật, hất kỳ gút ghi thích quá. Nice. Giường quá là lấp lánh luôn. Hai bạn ở trong ngục mà vui quá nhỉ. I'm sorry. Trong lúc đó thì cai ngục bị trừng phạt rồi. Mommy Longlegs đến xem Squiddon và Huggy Wuggy kìa. Biến về nhà cũ cho ta. Oh no. Trời ơi, đáng thương quá. Ơ, gì thế này? What? It was just a nightmare. Đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Wow. Ồ, là gia đình thiên thần Elsa. Ôi không, một cơn lốc xoáy. Oh no. Bà bầu Elsa bị lốc xoáy cuốn đi rồi. Hey. À, Elsa đây rồi. Ôi không, quỷ phải lát bắt cóc bà bầu Elsa rồi. Jack mang cho Elsa rất nhiều đồ ăn ngon. Ew. Nhưng Elsa không thích món nào cả. Có chuyện gì vậy Elsa? Elsa chỉ muốn những món ăn kinh dị thôi. Ok. Cảm ơn sách nhé. Thích thật đó. Ui, một cái đuôi ác quỷ đi. Tôi xin lỗi. Ác quỷ mau hiện nguyên hình. Ồ, đó là Mavis. Valak đã bắt Elsa rồi. Hãy đưa tôi đến chỗ của Valak. Thank you. Let's go. Hãy đi thôi. Một chú kỳ lân sẽ đưa chúng ta đi nhanh hơn. Help! Cứu tôi với, cứu tôi với. Xin hãy tha cho tôi. Ôi, Elsa đang chuyển dạ. Đừng mang con của tôi đi. Đừng mơ. Và lắc biến Elsa thành chú lợn rồi. Ôi không, con gái của Mavis đây mà. Jack đã đến rồi. Hô biến. Các em bé hãy đến khóc nào.
Cảm ơn đã cứu con của tôi. Ok. Elsa thiên thần đâu rồi? À, Elsa thiên thần đây rồi. Yes. Thank you. Cảm ơn nhiều nhé. Gia đình thiên thần được đoàn tụ rồi. Thank you. Tạm biệt mẹ con Mavis nhé. Ok. Bye. Wow. Trang trí cổng cưới thiên thần với tông màu xanh biển nhé. Thêm bánh cưới và tháp rượu này. Wow. Chúc mừng gia đình thiên thần Elsa. Hello. Xin chào. Wow. Những căn nhà tuyệt đẹp. Nhà Enzo này. Nhà Vapor này. Ôi, tiếng thét. Là của mẹ Enzo và mẹ Vapor đấy sao? Em... Chuyện gì vậy? Ôi, mẹ Enzo đang chuyển dạ. Ôi. Mẹ Vapor cũng vậy. Oh my gosh. Chào đón các cặp song sinh đáng yêu nhé. Tới giờ đi ngủ rồi. Nhưng các em bé chưa có phòng riêng đâu. À đúng rồi. Các bé yêu hãy đợi bố mẹ chút nhé. Căn phòng kỳ lân sẽ hoàn thành ngay thôi. Mẹ đang thật hạnh phúc. Hạnh phúc. Cả bố Angel cũng vậy. Ôi dễ thương quá. Yêu yêu quá. Chơi ngộ nghĩnh quá. Chúng thật đẹp. Tuyệt quá. Sắc cầu vồng thì rực rỡ. Thật lung linh. Yes. Đáng yêu quá đi. Ôi là đôi song sinh. Dễ thương quá mẹ Angel ơi. Lúc này thì mẹ Angel cũng đang tất bật chuẩn bị. Wow. Đương nhiên là không thể thiếu đôi xinh rồi. Ôi các em bé đòi mẹ kìa.
để mẹ tắm cho các bé yêu nhé. Có thích không nào? Tắm thật là vui. Phải thế chứ. Ôi không, lại mè nheo nữa rồi này. Bây giờ mẹ sẽ lựa đồ cùng các bé nhé. Ôi, tủ trống rỗng sao? À, phải rồi. Vừa thơm lại vừa thật nhiều bọt nữa đây. Không hề cay mắt nhé. Ếch xanh và dơi cũng sẽ chơi cùng các con. Nào, nhanh chóng lau khô người nào. Giờ thì thay quần áo thôi. Ôi, nhìn tủ đồ kìa. Thật tệ. Nhưng các em bé đừng lo, mẹ Vamber sẽ tự tay thiết kế những bộ trang phục thật đẹp nhé. Màu chủ đạo sẽ là hai sắc đen và đỏ. Hãy lướt qua một lượt để chọn đồ nào. No. Yes. Mau thay đồ và ngủ thôi. Chứ bé ngoan là không được thức ngủ đâu nhé. Sáng rồi, các bé đã sẵn sàng dạo phố cùng bố mẹ chưa nào? Wow! Cả nhà mình chuẩn bị đi thôi. Hello. Đi thôi nào. Cả nhà mãi hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Đây là vị thần tình yêu Cupid. Cậu ấy là người say duyên cho các cặp đôi. Oh no! Ôi, mũi tên tình yêu bay lạc rồi. Hello. Chúc mừng chưa biết. Các bạn ơi, lại đây nào. Chào Angel. Cốc cốc. Chào Vampire. Ôi, ai ai cũng thật xinh đẹp hết. Các cô gái ơi, ngày cưới cận kề rồi nhé. Angel sẽ lựa chọn cho mình một chiếc váy cưới thật ngọt ngào. Đẹp quá đi. Hồi hộp không nào cô gái.
thử lần lượt nào. Bắt đầu từ chiếc váy hồng cánh sen nhé. Hãy thử nốt chiếc váy cầu vồng nào. Yes. Thật tuyệt. Còn phụ kiện ư? Hồ biến. Wow, đẹp quá. Angel sẽ tha hồ mà lựa chọn. Nên chọn kiểu tóc nào nhỉ? À, Angel thích tóc tết mái lệch. No. Nhưng không hợp rồi. Hay là thử mái tóc dài bền bồng xem sao nhé. Ôi, đẹp tuyệt. Yes. Tiếp đến là cánh thiên thần. No. Ồ, đôi cánh cầu vồng sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Một đôi guốc cầu vồng cũng đang đợi Angel này. Thêm khăn von nào. Ôi, những chiếc vương miện. No. Angel chọn vương miện và vòng cổ ruby nhé. Chuẩn bị. Hello. Trông họ thật là rạng rỡ. Hạnh phúc nhé. Hạnh phúc nhé. Chúc mừng. Hôm nay là cuối tuần.
Dì và em ra queo vừa ăn vừa bày rác khắp phòng. Thật mất vệ sinh. Riêng Sayako thì tất bật dọn dẹp từ sáng. Thương cô bé quá. Ôi, thức ăn mới hấp dẫn làm sao. Này thì ăn vụng này. Đồ cái con hư đốt. Đừng hòng không làm mà có ăn. Nhanh làm đi. Dạ. Đáng đời. Chỉ cần dọn xong là Sayako sẽ được ăn cơm rồi. Ôi không. Sao dì lại thức hứa? Như thế là không tốt. Đáng đời. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Ai làm gì mà khóc? Đưa ảnh đây. Này thì mẹ này. Ôi không, đó là mẹ của con. Mẹ, bố vừa về à? Được, để mẹ lo. Ôi, đau, đau quá. What? Chuyện gì vậy? Sayako. Oh my gosh. Sayako, con hư quá rồi. Con không có à? Đừng nói dối con yêu. I'm sorry. Xin lỗi em yêu. Đáng đời. Quần áo đã được giặt sạch. Bây giờ thì Sayako sẽ lấy chúng và đem đi phơi nhé. Ôi, Raquel đang làm đẹp cho gì kìa. Đồ mất dạy. Mày muốn làm phản hả? Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Lại còn ăn vạ sao? Mau cút đi. Ôi, sao dì có thể nhẫn tâm như vậy? Thật độc ác. Dì còn bị chuyện hay sao? Thật ghê sợ. Mẹ, mẹ ơi. Ôi lạy Chúa. Sayako ơi, bạn ổn chứ? Tại sao cháu lại khóc? Cháu đói quá à. Cô sẽ tặng cho cháu một chiếc pizza. Cảm ơn cô. Let's go. Mẹ ơi, về nhà thôi. Hello. Họ sẽ tìm thấy con bé thôi. Anh đừng lo. Hello. Xin chào. Ôi, sao cho cô của bố. Oh my gosh. Bố nhớ con nhiều. Thật đáng ghét. Oh my gosh. Ôi con gái. Cô là một người mẹ tồi tệ. Ai đã đánh đập con bé? Cô thật độc ác. Bố xin lỗi. Cút mau. Mời cô về đồn. Mẹ, mẹ ơi. Để bố chăm sóc cho Sayako. Tuyệt. Hai mẹ con thật là xinh đẹp. Tạm biệt, hẹn gặp lại.